Trời ơi, quốc nghèo thương đôi bao năm dài thương nhớ. Thành máu đỏ thương rơi máu nhuộm mướt tay mình. Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi đứa con trong bụng mẹ, vừa mới tưởng hình có tội gì đâu. Trong cái cảnh diễn của em đã diễn ra một cái sự, một cái sức yếu đuối của một người đàn bà, một người phụ nữ đang mang thai. Câu đó Hà My nói trong cái gào thét, một cái tận đáy lòng của mình kêu cứu. Hà My mặc dù là nói cái câu đó nhưng mà nó đầy cảm xúc. Một cái câu nói thật đắt giá cho kết thúc cái tiết mục của Hà My. Biểu diễn của em anh rất là hài lòng. Từ cách biểu diễn, từ cái diễn xuất của em, từ cách ca của em, sắp nhịp, lấy hơi rất tốt. Đón xem tập 12 Đường đến danh ca vòng cổ mùa 2, phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu ngày 22 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.